À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, how are you today? It's very nice to see you again in today's video. And my name is Sui. I'm from Jack. In today's video, we continue Unit 6, A Visit to School. And in this lesson, we learn skill 2, listening. Xin chào tất cả các bạn. Cô tên là Thùy và cô đến từ Vietjet. Hôm nay cô rất là vui vì gặp lại các bạn trong video bài giảng ngày hôm nay. Đến với bài giảng này thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục unit số 6 và chúng ta sẽ học bài skill 2. Mình sẽ học kỹ năng nghe các bạn nhé. Ok, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn nhé. Alright, ok. Okay, so activity number one, working pairs. Look at the pictures and discuss the following questions. Bài tập số 1 là một bài tập mà chúng ta sẽ làm việc theo cặp đôi. Các bạn sẽ nhìn vào các hình ảnh, hai hình ảnh đúng không? Và thảo luận các hai câu hỏi dưới đây. Question number one, what outdoor activities do they take part in? Các bạn học sinh ở đây đang tham gia vào những hoạt động nào? And number two, why do they do these activities? Tại sao các bạn học sinh này lại làm những cái hoạt động đó? Đúng chưa? Thì ở đây như các bạn có thể nhìn vào thì mình có hai bức tranh đúng không? Mỗi bức tranh thì lại có một hoạt động khác nhau. Đúng chưa? Ở bức tranh số 1 thì các bạn có thể thấy là các bạn đang gì nhỉ? Đang thu nhặt rác. Đúng chưa? Và ở bức tranh số 2 thì các bạn thấy là đây là hoạt động gì nhỉ? Hoạt động làm vườn trồng cây. Đúng chưa? Rồi ok, thì vậy vì vậy câu số 1 chúng ta có thể trả lời là gì nhỉ? Với câu hỏi là what outdoor activities do they take part in? Thì chúng ta có thể trả lời là they are collecting garbage and planting trees. Đúng không? Các bạn ấy đang nhặt rác, đang thu gom rác và đang trồng cây. Đúng chưa? Và với câu hỏi số 2, why do they do these activities? Tại sao lại làm hoạt động đó? Thì cái này tùy vào ý của các bạn thôi. Đúng chưa? Tuy nhiên bài này thì đang liên quan đến môi trường. Các bạn có thể refer sang vấn đề là muốn bảo vệ môi trường, muốn làm sạch môi trường. Đúng chưa? Thì cô gợi ý cho các bạn là chúng ta có thể trả lời là because they want to clean the environment. Đúng không? Hoặc là because they want to protect the environment. Đúng chưa? Bởi vì họ muốn làm sao nhỉ? Làm sạch môi trường hoặc là họ muốn bảo vệ môi trường. Nhá. Rồi ok, đây là câu trả lời gợi ý của cô thôi. Còn đây là thì các bạn hoàn toàn có thể trả lời theo ý hiểu và sáng tạo của bản thân nhá. Rồi ok, là bài tập số 1. Mình sang hoạt động số 2 nhá. Hoạt động số 2 là một bài nghe. Listen to an interview between a reporter and two students. Cycle the appropriate options A, B or C to complete each sentence. Rồi ok, với bài tập số 2, đó là bài tập mà các bạn sẽ làm sao nhỉ? Nghe một bài phỏng vấn giữa một người phóng viên và hai bạn học sinh đúng không? Và các bạn sẽ khoanh tròn đáp án đúng cho cô nhé. Rồi ok. Rồi in case là các bạn vẫn còn gặp vấn đề trong những bài nghe đúng không? Nghe hiểu đúng không? Thì cô vẫn đính kèm cho các bạn cái phần transcript ở đây để các bạn có thể listen and read. Các bạn có thể vừa nghe và vừa đọc nhé. Và đừng quên, các bạn còn một nhiệm vụ nữa, đó là nghe, đọc nhưng mà vẫn phải làm bài tập nhé. Rồi ok, như thủ tục bình thường đúng không? Trước khi mà mình vào làm bất cứ các bài nghe nào thì các bạn phải đọc qua các cái câu ở đấy trước đã, để mình còn biết được là mình cần phải nghe, đúng không? Mình cần phải nghe kỹ cái đoạn thông tin nào. Với câu số 1 thì các bạn thấy là gì nhỉ? Trang and Phong are talking about. Trang và Phong đang nói về điều gì? Đúng không? A. School subjects, các môn học ở trường. B. School timetables, thời gian biểu ở trên trường. Or C. Outdoor activities, những hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài trời. Đúng chưa? Đó, nghe xem là Trang và Phong đang nói về vấn đề gì các bạn nhé. Sang câu số 2, they are members of clubs, đúng không? Họ là thành viên của bao nhiêu clubs, đúng không? 1, 2, or 3. Yeah. Và câu số 3, the Go Green Club clean streets on. Câu lạc bộ Go Green Club thì quét đường vào ngày hôm nào? Đúng chưa? Saturday afternoons, các buổi chiều thứ bảy. Saturday mornings, các buổi sáng thứ bảy. Hay là Sunday afternoons, các buổi chiều chủ nhật. Các bạn nghe xem là ở đâu nhé, là khi nào nhé. Và câu cuối cùng, câu số 4, they grow
in the school gardens. Họ trồng cái gì đó ở trong vườn trường, đúng không? A. Vegetables, rau củ quả. B. Flowers, hoa. Or trees, hay là cây. Nhá, các bạn nghe xem là các bạn học sinh trồng gì ở trong vườn trường nhá. Rồi, ok, so now let's listen. Track 42, Unit 6, A Visit to a School. Page 67, Skills 2, Listening. Activity 2, Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option, A, B, or C, to complete each sentence. Hello, Tran and Fong. Can you tell me something about your school outdoor activities? Well, school is great. We are busy with our subjects, but we really enjoy the opportunities we have for outdoor activities. Great. What types of outdoor activities do you take part in? I'm a member of a club called Go Green Club, and we do lots of activities. What activities, for example? Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans and paper. Wonderful. I'm sure your activities help us protect our environment. What about you, Fong? What outdoor activities do you do? Well, I'm a member of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches. Sounds interesting. And another question I'd like to ask you. Rồi, ok. Các bạn đã nghe xong rồi đấy. Các bạn đã có đáp án của mình chưa nhỉ? Cùng chữa với cô nhá. Nào, với câu số 1, Trang and Phong are talking about. Trang và Phong đang nói về vấn đề gì các bạn nhỉ? A, B or C? À, đáp án của chúng ta sẽ là C, outdoor activities, các hoạt động ngoài trời các bạn nhé. Đây, quan thật thấy là ngay câu hỏi đầu tiên thì reporter đã nói rồi đúng không? Can you tell me something about your school outdoor activities? Đúng không? À, bạn có thể nói cho tôi biết một chút về những cái hoạt động ngoài trời ở trường của bạn được không? Đúng chưa? Rồi, câu số 2 nhé. They are members of. Họ là thành viên, Trang và Phong là thành viên của mấy câu lạc bộ các bạn? Đáp án của chúng ta là 2 nhá. Ok. Rồi, các bạn có thể thấy là câu lạc bộ đầu tiên đó là Trang nói đúng không? I'm a member of a club called Go Green Club. Đúng chưa? Rồi, ok. Rồi, còn câu lạc bộ thứ hai thì Phong nói ở gần cuối đó. Phong nói là gì nhỉ? Well, I'm a member of the Green Garden Club. Đó, thì là họ là thành viên của hai câu lạc bộ khác nhau, đúng không? Rồi, ok, sang câu số 3 nhé. The Go Green Club cleans streets on. Câu lạc bộ Go Green Club dọn đường, quét đường vào khi nào các bạn nhỉ? Keywords của chúng ta là Go Green Club, đúng không? Thì mình cứ tìm Go Green Club thôi. Đừng nghe đến đấy thôi, đúng không? Thì đáp án của chúng ta đó chính là Saturday afternoons, các bạn nhé. Rồi, với câu số 4, they grow in the school garden. Họ trồng cái gì ở trong vườn trường các bạn nhỉ? Vegetable. Cái này, thông tin này là Phong nói đúng không? Đó, các bạn có thể thấy này, we grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches. Đúng không? Họ trồng rau ở trong vườn trường và họ sẽ sử dụng cái rau này để ăn vào bữa trưa. Đúng chưa? Ok, một bài khá là ngắn và đơn giản thôi, đúng không? Nếu như bạn nào mà vẫn chưa tìm được, ở đây mình có 4 câu đúng không? Nếu mà ai chỉ đúng 2 trên 4 hoặc là 1 trên 4 hoặc kể cả là 3 trên 4 đúng không? Thì chúng ta cứ nghe lại, các bạn cứ nghe lại và làm lại nhá. Đến khi nào mà chúng ta đúng hết cả 4 câu và chúng ta tự tin thì hãy chuyển sang bài khác nhá. Rồi, ok, bây giờ mình cùng sang bài tập số 3 nhé. Listen to the interview again and answer the questions. Bài tập số 3, các bạn sẽ nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa nhé và trả lời cho cô 3 câu hỏi dưới đây. Câu hỏi số 1, what do Trang's club members encourage their classmates to do? Câu là gì nhỉ? Các thành viên ở trong câu lạc bộ của Trang thì đã khuyến khích bạn học của họ làm gì? Đúng chưa? Câu số 2, what does the reporter think about the activities of Trang's club members?
reporter, đúng không? Người phóng viên nghĩ gì về những cái hoạt động ở về những hoạt động của các thành viên ở trong câu lạc bộ của Trang, đúng chưa? Và câu số 3, when and where do Phong's club member grow vegetables, đúng không? Câu lạc bộ của Phong trồng, đúng không? Trồng rau ở đâu và khi nào? Đó, ok. Với bài tập này thì các bạn đã được listen and read ở cái bài trên rồi đúng không? Vì ở đây là cô sẽ không để cho các bạn cái phần transcript ở đây nữa. Tuy nhiên với những bạn nào mà chúng ta vẫn còn hơi khó khăn một chút thì các bạn có thể quay trở lại cái slide vừa nãy nhé. Chúng ta sẽ vừa nghe và đọc cái phần transcription. Còn với những bạn mà đã tự tin rồi, các bạn có thể giữ lại nguyên cái slide này. Các bạn chỉ nghe thôi và trả lời cho cô ba câu hỏi này nhé. Rồi, ok, so let's listen. Track 43, Unit 6, A Visit to a School. Page 67, Skills 2, Listening. Activity 3, Listen to the interview again and answer the questions. Hello, Tran and Phong. Can you tell me something about your school outdoor activities? Well, school is great. We are busy with our subjects, but we really enjoy the opportunities we have for outdoor activities. Great. What types of outdoor activities do you take part in? I'm a member of a club called Go Green Club, and we do lots of activities. What activities, for example? Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans and paper. Wonderful. I'm sure your activities help us protect our environment. What about you, Fong? What outdoor activities do you do? Well, I'm a member of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches. Sounds interesting. And another question I'd like to ask you. Rồi, ok, các bạn đã nghe xong rồi nhé. Có đáp án cho cô chưa nhỉ? Ok, các bạn cùng check đáp án với các cô nhé. Với câu số 1, what do Chang's club members encourage their classmates to do? Các thành viên ở trong câu lạc bộ của Chang thì đã khuyến khích các bạn cùng lớp của họ làm gì đúng không? Thì chúng ta có câu trả lời là gì nhỉ? They encourage their classmates to recycle glass, cans and paper. Các bạn ở trong câu lạc bộ đã làm sao nhỉ? Đã khuyến khích các bạn học của bạn đó làm sao nhỉ? Tái chế thủy tinh, chai đúng không? Thủy tinh, chai và giấy. Ok, đến câu số 2 này. What do the reporter think about the activities of Chang's club member? Phóng viên nghĩ sao về những cái hoạt động của các thành viên ở trong câu lạc bộ của Chang nhá. Thì đáp án của chúng ta sẽ là the reporter thinks their activities protect the environment. Đúng không? Phóng viên nghĩ rằng là gì nhỉ? Những cái hoạt động này thì làm sao nhỉ? Bảo vệ môi trường. Yeah. Rồi về câu số 3, when and where do Phong's club members grow vegetables? Thành viên ở trong câu lạc bộ của Phong trồng rau ở đâu và khi nào? Đúng chưa? Thì cái này là lời của Phong rồi, chúng ta phải chú ý vào câu thoại của Phong. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có câu đáp án đó chính là they grow vegetables in the school garden at the school. Đúng không? Họ trồng rau ở trong vườn trường sau giờ học. Đó. Câu hỏi của người ta là when and where, ở đâu và khi nào. Thì khi mà mình trả lời một cái câu trả lời đầy đủ, nó cũng phải chứa hai thông tin, đó là ở đâu và khi nào các bạn nhé. Rồi ok, cái bài nghe và viết ra câu trả lời này nó khó hơn cái bài nghe và điền rất là nhiều. Nghe và điền hoặc là nghe và chọn đáp án khó rất là nhiều. Vì đôi khi là cái bài nghe này nó diễn ra khá là nhanh, các bạn chưa kịp ghi nhớ thông tin, chưa kịp ghi ra thì nó đã sang câu khác mất rồi, đúng chưa? Thì cái đây là mình phải luyện các bạn nhé. Rồi, ok, đó là bài tập số 3. So now we move to activity number 4. Mình đến với bài tập số 4 các bạn nhé. Rồi, activity number 4, ask and answer questions about your school outdoor activities. Bài tập số 4 thì các bạn sẽ làm việc theo cặp đôi nhé. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi về những hoạt động ngoài trời ở trường
đúng chưa? Ở đây như các bạn thấy mình có 3 câu hỏi, đúng không? Câu số 1, what outdoor activities do you take part in at school? Là ở trường thì các bạn tham gia vào những hoạt động ngoài trời nào, đúng chưa? Với câu số 2, which outdoor activity do you like the best? Và bạn thích cái hoạt động ngoài trời nào nhất, đúng chưa? Và câu số 3, why do you like doing it? Tại sao bạn lại thích hoạt động đó? Đó, đây là những cái câu mà hỏi về cái quan điểm, cái sở thích của các bạn, đúng không? Nên là cũng không có đáp án gì cả. Cô chỉ cho các bạn một số những cái câu trả lời gợi ý để các bạn có thể hiểu rõ hơn thôi, đúng chưa? Rồi, ok, ở đây thì các bạn thấy là cô đã có 3 câu trả lời gợi ý cho các bạn rồi. Ở đây với câu số 1, what outdoor activity do you take part in at school? Thì chúng ta có thể trả lời là gì nhỉ? I take part in many outdoor activities in my school, like planting trees, picking up rubbish, sorting the garbage, and recycling old paper. Đó, câu này kể ra khá là nhiều hoạt động rồi đúng không? Cái bạn này nói là gì nhỉ? Mình tham gia rất là nhiều hoạt động ngoài trời, ở trường đúng không? Giống như là trồng cây này, ở nhặt rác này, phân loại rác thải này, và tái chế giấy cũ. Đúng chưa? Đó, các bạn có thể nghĩ ra những hoạt động mà mình thường xuyên làm ở trường và trả lời câu số 1 nhé. Với câu số 2 chúng ta có là gì nhỉ? Which outdoor activity do you like the best? Bạn thích cái hoạt động ngoài trời nào nhất? Đúng chưa? Thì cái này thì chúng ta có thể trả lời là my favorite outdoor activity is planting trees. Đúng không? Cái hoạt động ngoài trời yêu thích của mình đó là trồng cây. Đúng chưa? Có nhiều bạn thì lại thích những cái khác. Đó, các bạn có thể thay vào nhé. Có thể dùng đúng cái mẫu câu này của cô là my favorite outdoor activity is. Đó, rồi thay vào nhé. Rồi câu số 3, why do you like doing it? Tại sao bạn lại thích làm cái này? Đúng chưa? Thì mình sẽ đưa ra một cái lý do đúng không? Vì nó tốt như thế nào? Đúng chưa? Ở đây chúng ta có trả lời là gì nhỉ? Because it is good for our environment and makes me feel happy. Đúng không? Bởi vì nó rất là tốt cho môi trường và ngoài ra nó còn làm cho mình cảm thấy rất là vui. Đúng chưa? Đó, đây là lý do mà cô gợi ý, các bạn hoàn toàn có thể trả lời khác đúng không? Because it protects our environment. Đúng chưa? Bởi vì nó bảo vệ môi trường. Đó, hoặc là because it's healthy, bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe nếu như các bạn thích cái hoạt động như là chơi thể thao gì đó. Đúng chưa? Đó rồi, ok, bài này thì các bạn sẽ làm được theo cặp đôi nhé. Trả lời bằng đúng những cái sở thích của mình nhé. Rồi, ok, đó là bài tập số 4. Bây giờ chúng ta sẽ bài tập số 5 nhé. In this exercise number 5, you have to write a paragraph of about 70 words about an outdoor activities at your school. You can use the information in exercise number 4. Rồi, bài tập số 5 sẽ là một bài tập mà các bạn viết một đoạn văn ngắn khoảng 70 từ nhé, về một hoạt động ngoài trời ở trường các bạn. Các bạn có thể sử dụng những thông tin mà mình vừa mới nói ở bài tập số 4 nhé. Rồi, ok. Ở đây thì bài này khoảng 70 từ đúng không? Thì các bạn sẽ viết cho cô xong khoảng từ trong khoảng 20 phút đúng không? Mình tính là thời gian mình lập dàn bài và viết là 20 học cho đến khoảng 30 phút. Trong bây giờ các bạn đang mới dần làm quen với cả cái dạng viết đoạn văn thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút. Rồi, ok, ở đây cô có một cái bài mẫu cho các bạn, đúng chưa? Các bạn có thể tham khảo nhé. Chúng ta có thể, đầu tiên mình sẽ giới thiệu một chút về trường của mình, đúng không? My school is located in the center of Hanoi. Trường của mình thì ở trung tâm của Hà Nội, đúng chưa? On the right side of my school, there is a big garden. Ở phía bên tay phải của trường, đó là một cái khu vườn rất là rộng, đúng chưa? In my school, I take part in many outdoor activities, like planting trees, đúng không? Ở đây, ok, đây cô sẽ bỏ đi cả, bởi vì mình đã có cái in my school ở đằng trước rồi đúng không? Rồi, đó. Đây, mình có thể nói tiếp là gì nhỉ? In my school, I take part in many outdoor activities like planting trees, picking up rubbish, sorting the garbage, recycling old paper. Ở đây là gì nhỉ? Ở trường của mình đúng không? Thì mình tham gia vào rất là nhiều cái hoạt động ngoài trời, giống như là trồng cây này, nhặt rác này, phân loại rác thải hay là tái chế giấy đã qua sử dụng. We also have other activities in our school such as football, basketball and many more. Đúng không? Ngoài ra thì chúng tôi còn có những hoạt động khác ở trường như là gì nhỉ? Như là đá bóng này,
đúng không? Bóng rổ này và rất nhiều cái khác. Planting trees is my favorite outdoor activity. Trồng cây là cái hoạt động ngoài trời yêu thích của mình. It makes me a more responsible and creative thinker. It also protects our environment. Đúng không? Nó làm cho tôi trở nên có trách nhiệm hơn và làm là một người và cái một người suy nghĩ sáng tạo hơn. Ngoài ra thì cái việc trồng cây này còn giúp bảo vệ môi trường. Đúng chưa? Đó, khi mà các bạn làm một bài viết như thế này, bạn đầu tiên là mình sẽ giới thiệu một chút về trường của mình, đúng không? Có thể là tên là gì này, tên là gì ở đâu này, đúng chưa? Và những cái hoạt động mình hay tham gia là gì, trong đó cái hoạt động mình thích nhất là gì, đúng không? Và tại sao mình lại thích cái hoạt động đó nhất? Đó, thực ra thì nó khá là giống những cái câu hỏi và cái câu trả lời mà mình đã làm bài tập số 4 đó, đúng không? Vậy các bạn chỉ việc thêm vào, thêm thắt là câu mở đoạn, phần mở đoạn, phần kết đoạn này, đúng không? Và thì mình đã có được một bài tập số 5 rất là hoàn chỉnh rồi. Đúng chưa? Rồi, ok. So this is also the end of our lesson today. Thank you so much for your watching. Goodbye and see you in the next video. Bye bye. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.